Nghệ sĩ Vũ Linh bị lợi dụng hình ảnh trên mạng xã hội. Xin khẳng định nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa hề sử dụng một hình thức mạng xã hội nào cả, không Facebook, fanpage, không Zalo, Bigo. Ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhấn mạnh. Vì mấy hôm nay có mấy anh em vào nói cho Hồng Phượng biết là có người muốn giả mạo cậu. Có người vào hỏi phải Vũ Linh không thì im lặng và không đính chính để được hotline và quà. Phượng cảm thấy điều đó là đang bị lợi dụng hình ảnh của cậu trên mạng cộng đồng. Ca sĩ Hồng Phượng mới đây cũng bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân của mình khi hay có tin người lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gây hiểu lầm trên mạng xã hội. Hồng Phượng cho biết, gần đây một tài khoản hoạt động trên Bigo có ngoại hình giống như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thường xuyên hoạt động like, tương tác với fan khiến nhiều người hiểu lầm. Đây là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thật, người này để tóc và mặc áo tựa như cậu rồi like. Người ta hỏi sao giống Vũ Linh vậy thì không trả lời, rồi có bè phái vào bình luận là Vũ Linh đó, khiến một số người không biết tưởng thật, vì hâm mộ cậu quá mà lầm tưởng rồi tặng quà, tặng đồ. Like được nhiều lượt xem nên người đó được thành hot like luôn. Rồi có khi người đó mặc áo không chỉnh tề, rất mất hình ảnh, có thể làm ảnh hưởng đến cậu, ông Phượng kể. Xem thử trang cá nhân của tài khoản này trên Bigo thì hoạt hoạt nhìn qua hình dáng cách ăn mặc giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tuy nhiên không trẻ và nét mặt không điển trai bằng nam danh ca cải lương nổi tiếng. Khi xem bình luận dưới ảnh, đúng là dễ có sự hiểu lầm khi người hâm mộ bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ với giọng ca vốn được nhiều người hâm mộ, đặc biệt danh là ông Hoàng cải lương tuồng cổ. Tài khoản này bài đăng cũ nhất cách đây một tháng nhưng hiện có 4.600 người hâm mộ và số đậu có được cũng khá cao. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một nghệ sĩ cải lương vốn được nhiều người khán giả âm mộ hâm mộ. Tuy nhiên, những năm gần đây ông rất ít hoạt động nghệ thuật. Ca sĩ Hồng Phượng cho biết cũng đã báo cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay và cho biết thêm đang đợi nghệ sĩ ưu tú Linh từ Đồng Tháp về sẽ quay một video để khẳng định lại điều này là một lần nữa. Khán giả yêu thương cậu, không bị nhầm lẫn và bị lợi dụng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.